Thưa quý vị, trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, với số ca bệnh tăng cao nhưng phần lớn đều ở mức độ nhẹ hoặc không triệu chứng, Đà Nẵng đã mở rộng việc điều trị cho đa số các bệnh nhân F0 tại nhà. Đây là phương án khả thi nhất nhằm giảm tải cho các cơ sở điều trị và tạo tâm lý nhẹ nhàng cho người bệnh. Trong chỉ đạo mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thống nhất với chủ trương để mạnh việc điều trị tại nhà của ngành y tế đề xuất Đồng thời, chỉ đạo ngành y tế và các địa phương tập trung cho tuyến y tế cơ sở cả về nhân lực và trang thiết bị để tổ chức hiệu quả việc điều trị F0 tại nhà. Thực tế cho thấy thời gian vừa qua đã thực hiện điều trị tại nhà cho gần 1.286 trường hợp F0, có 86 trường hợp khỏi bệnh, 25 trường hợp chuyển tuyến đã có kết quả rất tích cực. Như vậy, trong tình hình hiện nay, các địa phương nên thay đổi từ việc xác định các điều kiện để cách ly tại nhà chuyển sang việc xác định các điều kiện để chuyển tuyến đến cơ sở điều trị tập trung đối với các bệnh nhân có khả năng chuyển nặng người nguy cơ cao trẻ em chưa được tiêm chủng người không có nơi cư trú